Chào mừng các bạn đã trở lại YouTube bà Tám Cam Thơ. Này bà Tám Cam Thơ, bị gì mà nói ngọng dữ vậy bà Tám Cam Thơ? Bị cục bu cam cô. Trời ơi, bữa nay chị lặn lội xuống Cam Thơ thì trời mưa, chị mà đi Cam Thơ là trời mưa. Ôi thiệt tình luôn á, hèn chi tháng này nó mưa tầm mưa tả. Mưa tả không biết chuyện gì xảy ra, ai nhè đâu chị Khanh xuống thăm cái cục của Tám. Từ ngày Tám bị cái cục đó, chị phải đi thăm cái cục vàng của chị chứ. Trời, chị Khanh xuống thăm cái cục của Tớm các bạn chứ không phải thăm Tớm. Trời ơi, hỏi ủa chị đâu đây, chị xuống thăm cái cục của Tám sao rồi? Trời ơi, ủa chị thăm cái cục của em chứ không phải chị thăm em hả, kỳ vậy. Nó thăm hai đứa luôn. Trời ơi, tới quét bên tôi rồi phải ông nội ơi, ông đi đâu rồi, vậy đi trời. Rồi, là trời ơi. Trời ơi, chị đi. Đi lo mãi mê ngồi nói chuyện cứ dòng tới dòng lui không sao, sẵn thôi mà. cứ đi đi thẳng luôn đi, sẵn đi thẳng luôn đi. Thẳng luôn quẹo phải. Phải đâu? Bên xa. Chứ ra làm sao ra? Ra hết á, đường nào cũng tới La Mã hết trơn, em chỉ đường cho chị đi. Rồi chị á, con cái á, là tại chị ít có ở khu dưới này nên là chị xuống đây chị đi lúc nào cũng bị đi lạc hết trơn á. Nên là đi lái xe ok nhưng mà ai chỉ đường đi chị đi. Mãi mê lo nói chuyện chứ không? Em chỉ đường cũng lạc cũng như lạc thường. Hai đứa mình cũng như nhau. Giống bữa đi ăn Tân Cảng. Chỉ đường ngược hướng đi hoài. Úp chỉ lên giống như là Đức Mẹ Long Bích luôn vậy đó. Nhưng mà nói thiệt đó chứ, bữa từ hôm nghe Cam Thơ bị chị hơi sốt ruột. Tại vì bị cái đó chị mình cái bướu á, nếu mà là bướu lành hoặc là bướu mỡ á thì cũng yên tâm. Nhưng mà muốn biết là bú độc hay là bú là lành, bú dữ, bú hiền hay bú dữ là mình phải đi lấy cái biopsy, nghĩa là phải đi khám nghiệm, người ta lấy một cái tissue là một miếng trong cái bú của mình á, người ta lấy ra người ta khám nghiệm. Nhưng mà khi mà chị được chị rờ vô của Thơ á thì chị hy vọng là bú mỡ, tại vì nó không có đến nỗi nó quá cứng. Thì cái đó là cái mà chị không bữa nó cứng lắm chị. Hôm nay thấy nó mềm rồi đó, thì không biết có thể là một cái hạch, nó cũng có thể nó gọi là một cái hạch nữa. Thì nhiều khi mình bị nóng á, nhưng mà chị thì cái nhìn của chị thì chị không nghĩ là Thơ bị nóng mà đến nỗi như vậy đâu, Thơ biết không. Em ăn rau nhiều lắm chứ bộ. Thì có thể là bị một cái gì đó. Em cũng uống nước nhiều, ăn rau cũng nhiều mà. Hy vọng hay là một cái con nào đó nó cắn, có chí không, tóc có chí không. Nếu mà cái con cắn là nó phải có một cái vớt gì, cái lỗ gì. Chị nói chơi thôi, đúng rồi. Không có cái con gì cắn hết trơn. Không có con gì cắn hết trơn á. Thôi nhưng mà bây giờ cái thứ nhất là Thơ đã đi bác sĩ và người ta cho Thơ uống thuốc trụ sinh. Mà chị thì chị nhìn vô thì chị lại không thấy cái, ví dụ mà cái bú mà nó độc á, nó phải là bú cái dù nó sẽ có mủ. Thấy không? Bữa nay mình không thấy. Thành ra thì cũng có một cái cũng là yên tâm, nhưng mà một cái cũng là cầu nguyện cho Tám là mọi chuyện nó được suôn sẻ. Tám biết không, năm nay không biết làm sao nữa, chị thấy hai chị em này mình đều bị dính bệnh hết trơn á. Chị cũng bị những cái bệnh rất là lạ đời, nhưng mà bây giờ thì chị chưa có tâm sự ra đâu, để chừng nào đi bác sĩ xong đã. Không, trời ơi, em có nhiều người gọi điện thoại cho em nói là người ta bị bệnh, trời ơi người này người kia bệnh nhiều lắm, không biết sao nhiều người bệnh quá trời luôn mà gọi cho Tám đấy. Trời mấy bữa nay chị bệnh nằm nhà thương 2 tháng luôn. Trời chị đâu có lên Facebook gì kia đâu. Rồi có người cũng gọi nói trời em mới bệnh xuất viện ra nè chị. Trời ai cũng bệnh luôn. Rồi ôi quá trời người bệnh luôn các bạn, mà người ta đâu nói ra đâu. Còn mà bệnh á, bệnh lạ lắm em ơi. Mà thiệt từ đó chị chưa bao giờ chị bị hết trơn, bao giờ chị bị cái không? Năm nay á, nó cái năm nay đó. Đầu năm nay nó làm sao á. Giống như anh hai bệnh cái bệnh kỳ cục ghê luôn á, đó giờ biết đâu. Anh hai bệnh rồi, Tám bệnh rồi bà ngoại. Em không có bệnh, em bị cái cục thôi chứ em không có bệnh. Em bị đầu năm. Chị lại không bị cảm, không bị gì hết nha. Mà chị bị khác hả? Nhưng mà ở đây mình nói ra đây là mình chia sẻ, để nhiều khi thật sự ra nhiều khi nếu mà ai mà có bị cũng ai nói cho bị chị biết mình cũng đỡ sợ. Tại vì mình bị bệnh mình sợ lắm em ơi. Mình không biết cái gì. Cái gì á sợ lắm. Chứ còn nhiều người bệnh thì người ta cũng hay giấu, nhưng mà chị lại quan niệm mày giấu để làm cái gì, cũng đâu có gì đâu mà phải giấu không. Nhiều khi mình nói ra mình ai mà có bị bệnh hoặc là người ta chưa bị hoặc mai mốt người ta bị giống như vậy thì người ta sẽ an tâm. Thì đó em hoặc nghĩ là người vậy. Ta sẽ đi bác sĩ liền. Ví dụ mà chị nói là mình biết, đúng không, biết chị hay là bất cứ ai đi đã bệnh trải qua vậy rồi mà mình bị phải đi bác sĩ liền chứ đừng có đợi. Nhiều khi chị đợi nhiều khi nó sẽ là too late, là muộn rồi em biết không. Thành ra là nhiều khi chị biết cái gì chị hay chia sẻ ra lắm để cho mọi người biết á.
Chị biết sao, ngày hôm qua em đi bác sĩ á, cái lúc mà ông bác sĩ anh khám cho em á, khám xong cái đi ra, đi ra cái ông đây, trời ơi không có sao đâu, nhìn cái tướng còn vậy là thấy không có sao rồi. Trời, nghe cũng mừng. Không, chị bởi vậy chị sợ giống như là chị sợ nhất là mổ xẻ đó. Mặc dù mình biết là nó không có cái gì, em biết không, nhưng mà tự nhiên mình đụng tới dao kéo là mình cũng sợ. Đúng rồi, nó đau. Tôi cũng sợ nữa. Chị thiệt sự ra chị cũng đang cần các bạn cầu nguyện, cái chị một cái cầu nguyện là chị đừng bị mổ là chị vui rồi. Sợ chứ, đụng tới mổ là sợ à. Đụng tới dao kéo là sợ. Một cái tiểu phẫu hay là cái gì cũng vậy, mình cũng sợ hết trơn á. Nhưng mà thôi, mỗi người số không sao, ngày nào còn nói chuyện với các bạn ở đây là coi như vui rồi ha. Đúng rồi, trời ơi. Mình cứ sống vô tư chết, nha. Sống chết có số hết rồi. Sao mà vô tư. Tôi có bảo hiểm mà, chị sợ gì? Trời ơi. Em cũng có bảo hiểm chứ bộ chị. Gì? Nói chứ đâu phải dễ chết đâu, mình nói chết là chẳng lẽ mình chết hay sao? Cũng là số có dễ chết chứ. Đâu. Nhưng mà chị biết không, em sống lâu lắm. Em không có chết dễ vậy đâu. Nhìn bàn tay là biết rồi đúng không? Ừ. Các bạn, bàn tay của Tám sống lâu lắm nha, các bạn đừng có lo. Bữa nay nó ấy xuống rồi các bạn, nó nhẹ nhẹ xuống rồi. Nó quên lộn. Nó nhỏ bớt rồi, nó không có căng cứng mà nó sưng lên giống như là hôm qua. Giống như mấy ngày trước đó hả? Giống bữa trước á. Bữa nay là uống thuốc một trụ sinh 2 ngày rồi. Cái 1 ngày rồi, bữa nay là viên nữa là viên thứ 3 rồi. Cái cục này nó cũng mềm mà nó không có nhức mà nó cũng không có căng, không có cứng đó, thì cũng ok. Tại vì Tám không có nhìn được cái cục của Tám, thì ngày nào Tám cũng ra Tám hỏi anh hai với lại bà ngoại là nhìn thấy làm sao. Anh hai nó thấy nó nhỏ rồi đó, thấy nó đỡ rồi đó. Ngoại thì nói ok, cũng thấy nhỏ rồi là được rồi. Tại vì hai bà ngoại với anh hai á, là hay nhìn cái cục của Tám mỗi ngày. Cho nên là biết được như thế nào. Tám đâu có nhìn được đâu. Ngay lần đầu tiên chị mới nhìn cái cục của Tám. Chị chỉ rờ thôi à. Quên lộn. Tám chỉ rờ chứ Tám đâu có nhìn được. Nay chị nhìn thấy cái cục của Tám rồi. Chị có rờ không? Có, nãy chị đụng với Tám á. Chị hỏi thấy em có đau sao, không cục đó? Có đẹp không? Trời ơi, cái cục nó có đẹp cục không? Đó, nếu mà cục hột xoàn mà bự được như vậy là vô giá, vô giá. Ê mà bây giờ mình đi đâu vậy? Bây giờ quên, nãy giờ Tám quá quên nói chuyện đi đâu. Đi tới chỗ quán bà Chi Di uống nước. Đúng rồi. Tại vì chị Thanh chỉ thèm cái nước của bà Chi Di. Thèm nước của bà Chi Di. Nó tên là Jade. Bây giờ hồi nãy là mới đi ăn xong, đi ăn ở cái quán nhà hàng xong, xong bắt đầu mới đi thèm nước, cái mới đi uống nước. Thì có một cái này Tám nói cho các bạn nghe, chị Khanh hiện tại chưa có mở mắt kiến ra. Nếu mà chị Khanh mở mắt kiến ra thì các bạn sẽ thấy là một cái trường hợp rất là đặc biệt, là hôm nay con mắt chị Khanh không có đeo lông mi giả. Tám này trời ơi, đi rau giặt kiểu này là chết rồi. Giống Tám Hương á các bạn. Hương á. Hương nó bữa nó quay với em đi chợ đó, nó cũng đâu đeo lông mi giả nhưng đâu. Nhưng mà chị nói thật, cái gì nó cũng là một cái thói quen thôi. Ngày xưa trước khi chị quen với lại Tám á, chị không có gắn lông mi. Không có mà quen cái chị điệu cái cũng như cái phong trào gắn lông mi rồi làm lông mi nối á, thì chị điệu chị bắt chước. Nhưng mà chị nói với các bạn nghe nha, nếu mà ai chưa gắn please đừng gắn. Gắn một cái rồi sẽ hối hận, là tại vì sao? Tại vì khi mà nó rụng là nó rụng luôn cái lông mi thiệt của mình. Tại ra ngày xưa chị đâu có đâu, chị đâu có gắn đâu, thì chị cũng thấy bình thường vẫn ok mà. Cái từ ngày mình gắn á, cái tự nhiên bây giờ mình gỡ ra thì nó cũng rụng mớ. Thì bây giờ chị đang nuôi nó lại thôi. Nhưng mà Cam Thơ thì nói với chị rằng là chị nhìn ok mà, tại sao chị phải gắn? Thành ra là cho chị thêm một cái confidence, là cái sự không biết confidence. Thành ra chị nói cho ok được, bắt đầu từ bây giờ chị sẽ không gắn lông mi. Nhưng mà chị nói các bạn nghe, không gắn lông mi hả, nó save chị nửa tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng. Tại vì gắn rồi phải kẻ mắt rồi thôi gắn. Thôi bây giờ xa, trong khi đợi đèn đỏ chị gỡ cái mắt kiến ra cho các bạn coi mắt không gắn lông mi, mắt không gắn lông mi thì sao? Không. Trời ơi đẹp quá. Thấy chưa rồi. Chưa quen. Các bạn nãy thấy cái Tám làm dấu không? Tại vì Tám đi ngang qua cái nghĩa trang, cho nên mỗi lần đi ngang qua là Tám làm dấu à. Ừ,
nhiều lúc bạn thấy cắm dấu không hiểu chuyện gì xảy ra. Đi ngang qua cái nghĩa trang nè, lần nào đi ngang qua phải làm dấu rồi đọc một cái kinh. Nói chứ mình cũng đâu có đến nọc cái này đường gì đây cắm. Rồi chưa trời, qua cái cầu này là tới Gold West nè. Trời ơi, chị thấy không, chị không đeo lông mi giả cái chị đỡ tốn thời gian không? Sáng lẹ lắm đeo tới Gold West rồi quẹo phải. Có xe không vậy? Có, cũng xin qua xin qua. Trời vui ghê rồi, quẹo phải vui ghê luôn. Chỉ lại Canh Thơ mà dạo này mà sáp vô á, trời, làm như nó nhiều chuyện á, làm như mấy ngày bị ức chế chị không có được nói chuyện á Thơ. Nói quá quá à, ức chế. Nhưng mà thật sự á, khi một khi mà gắn rồi là không có sẽ bị rụng dữ lắm á. Đừng, mặc dù người ta nói là không có rụng nhưng mà chị nói thiệt, chị không biết ai không rụng chứ cái bản thân chị là rụng. Nó không rụng ngay từ đầu thôi, ở mức 1-2 lần đầu nó không rụng, nhưng mà sau đó bắt đầu nó rớt luôn cái lông mi thiệt của mình ra đó. Thì mình gắn mình phải gắn hoài luôn. Gắn hoài luôn. Còn nếu mà mình gắn cái kiểu mà tự Thơ gắn rồi Thơ giống Thơ gì đó, có đi chơi đi đâu Thơ gắn rồi vậy thôi á thì không sao hết. Không, thực ra thì có người ta hợp. Người ta nối lông mi người ta hợp. Còn chị Khanh là tại vì chị Khanh cũng hợp, nhưng mà tại vì chị Khanh bị ngứa mắt á. Chị bị em bị allergy mắt nhiều quá. Allergy cho nên mới bị. Chứ thật ra nói đúng, nói chơi, nó đi cũng phải nói lại là cũng rất là nhiều người nối lông mi cũng đẹp lắm mà người ta chịu á thì ok. Nhưng mà tại vì mình không có chịu, giống như tám là không chịu được rồi đó. Nối vô trời ông nội ơi. Chứ đẹp ai là không thích. Trời ai mà gắn lông mi vô cũng đẹp lắm chứ bộ, nó phải là không mà đẹp. Chứng tỏ như chị Khanh là bây giờ là mở lông mi ra không dám nhìn mắt chị Khanh. Chị không dám nhìn con mắt chị không có tự tin. Tại vì lúc mà chị gắn thì chị thấy chị đẹp. Chị quen, mình quen. Quen rồi, quen. Như nó nằm bên trái chị. Quýt bên tơ nè. Đúng rồi, tới chắc rồi. Phải du thơn lại rồi chị. Đâu du thơn, quẹo vô nè. Xíu thôi. Bây giờ là mình tám cho tới lúc mà tới cái tiệm nước á, là mình chạy vô mình mua. Mình không có quay nói chuyện trong đó được, tại trong đó có nhạc. Nó không cho phải. Nhạc thì chị bút cần lên phải thì đi nhuộm tóc lại nè. Rồi bây giờ đang đèn đỏ, chị cho các bạn coi lại con mắt của chị lần nữa đi. Đó, đâu có gì đâu. Đẹp, chị mở ra cho em coi. Không. Đẹp quá trời. Mắt đâu có xấu đâu. Thì chỉ có là cái mắt nó bị hơi lạc, hơi nhỏ chút xíu. Tại vì nhìn tại không quen. Là chị chưa có kẻ, không có kẻ mắt, không có gì đó, hết. Đó, mắt natural của chị đó. Thì tại vì mình nhìn không có quen thôi. Chứ đâu có gì xấu, chứ nói em cũng đâu gắn đâu, mà em cũng đâu có chuốt lông mi đâu. Lông mi em cũng đâu có cầm đâu. Nhưng mà chừng nào mình đi chơi đâu á thì mình chuốt cái mascara lên một chút. Mình bấm cho nó cong lên xong mình chuốt mascara lên thì nó dễ. Bởi vậy chị mới ngày hôm nay chị mới tâm sự mà chị nói vậy đó. Thà là cái gì mình để tự nhiên thì mình để tự nhiên được, cái nếu mà được tự nhiên cứ để tự nhiên, cái đẹp tự nhiên nó vẫn là cái đẹp lâu dài, chứ không chứ tại vì đâu mình ta gắn... nói là xấu tự nhiên không đẹp không bằng đẹp nhân tạo. Không dám đâu. Đẹp nhưng đẹp tự nhiên, cái chị thì chị thích cái gì là tự nhiên thôi hơn. Thì khi chị làm rồi, đương nhiên thì giờ mình làm rồi thì mình mới hiểu được, không thì giờ cái đó thực là cái thói quen thôi, cái nhìn quen thôi. Chứ thật ra lúc mà chị để lông mi ra là nhiều người bạn bè gì của chị nó cũng nói là trời, tao thấy mày để không để lông mi, tao thấy mày trẻ hơn á, tại sao mày để lông mi dòng lô vô. Sang dư mà thơ. Rồi bây giờ rồi chiếu cái bây giờ mình chiếu cái khu tới cái tiệm nước rồi nè. Đây, cái khu này đây, trong cái khu này là cái khu Woodview đây nè, đó, Woodview. Đó, bên này là tiệm nước của bà Chi Chi. Không biết bà có ở đây không nữa. Mình không có nói, kệ mình tới đột xuất đi, bà có. Bà hên thì bà gặp mình, bà xui thì đáng chịu. Tinh tinh tinh. Tinh tinh san ti san. Mở mắt kiến lên coi. Cái gì đó, cái bên này nó dạy võ taekwondo á, mà nó la ùm sùm hết hồn. Taekwondo. Là cái chuyện gì? Cái thằng bên cái taekwondo là nha các bạn. Tưởng là cái gì? Uống cái gì ta? Uống chữ cái chế đó, chế ngon chết hả? Chế number mấy? Number mấy ai biết, nhớ chế thôi, vô coi. Nhưng mà less sugar.
không có nhạc, đỡ đỡ. Y có nhạc, có nhạc. Hello, TG đâu? Mà TG kìa các bạn. Rồi hôm nay bà hên quá, bà gặp được tôi ở đây. Bà muốn coi cái cục của tôi không? Đâu, xẹp đây nè. Oh my god, sao nay nó bự dữ vậy? Là nhỏ rồi. Ờ, là nhỏ rồi đó ông. Oh my god, thì hả? Sao nó mọc bự dữ vậy nè trời. Ê, bà chiếu giùm tôi vô cái cục cho các bạn coi đi. Đó, lần đầu tiên bà chị Di bắt coi cái cục của Tám bự hơn. Đây là tôi coi chiếu bên hông á, cho nó mới thấy được rõ nè. À, nó phồi lên á hả? Ờ, nó mới gồ lên, ừ. Đó, bự, bự. Nhìn trong này cũng thấy bự lắm rồi. Hello, hello, excuse me, Trizy. Excuse me, bà chủ. What do you, what do you do? What do you do? Hôm nay tôi làm bartender. À hả, bữa nay là bữa nay cái này là bar rượu mà không có rượu, chỉ có trà. Trời ơi. Cái này là tôi mời bà một shot nè. Oh, peach please. Rượu, rượu. Number 6. Number 6. Ooh, number 6. Vô. 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 Đồ uống rượu mà ngon. Phê dữ vậy. Oh. Uống hoài không sai, ngon, ngon. Tôi làm ở đây nên là tôi mặc đồ như là teenager. Ờ, thấy không? Phải làm tử tin kìa. Nhưng mà Trizy đã độ vô dễ thương á. Cái mặt chị với thơ là thôi dằn á. Đó, dặn đó. Cái mặt em nó cũng như là cái mâm nhưng mà kệ. Thường giống Kenji. Kenji giống mẹ, thấy dễ thương. Ok, cái này là the best seller ở đây. Mấy đứa trẻ ở đây nó rất là thích cái này. Cái này nó gọi là blush. À, so, blush. Number 9. Bây giờ sao mà từ nhỏ nó mê cái này lắm. Một ngày không biết bán biết bao nhiêu ly cái này. Oh yeah. Ok, nhậu tiếp. Nhậu tiếp. Vô. Vô. Plus vô. Uống xong phải khà đàng hoàng nha. Khà. Uống gì? Bà nói vậy. Bà uống cái gì? Uống cái gì? Tôi uống 4 cái ly này tôi thử là tôi khỏi mua, tôi khỏi tốn tiền. Uống ra 4 cái ly là tôi no rồi. Mua cho. Tôi đi về. Ờ nha các bạn. Các bạn khỏi tốn tiền, các bạn vô cứ thử khoảng 48 một đống ly nè cho các bạn thử hết luôn. Xong các bạn đi về. Ờ khỏi mua. Lần sau thấy mặt lần. Chị Khanh đang order nước, đứng sắp hàng. Mở mắt kiến ra coi. Order nước mà không đeo mắt kiến người ta không có cho bán đâu. Trời ơi, quán này toàn con nít không à, có một bà già nè. Thấy không, chị thấy không, con nít không vậy á. Nãy tôi nói quán con nít không, có mình bà già, chị Anh với La Làng kìa. Thì đúng là vậy, đứng ra nít. Nít không tự nhiên có xuất hiện bà già đứng sắp hàng à. Bà già mới có tiền mua nhiều nha. Nhưng mà đã phải nói là rất là nhiều người lớn tuổi thử xong rồi nó quay lại. Ngày nào cũng quay trở lại. Ngọc Anh nói sao? Ngọc Anh nói là tại sao giờ này 2 giờ rồi mà chị chưa mở cửa cho mấy 3 giờ mới mở cửa. Chắc bà cũng 3 lời giống tôi quá. Mà ngày nào cũng gọi vậy đó. Ngày nào cũng hỏi y chang vậy á. Nên em ghiền quá rồi, em cần phải tới em mua ngay. Tại sao mà 3 giờ chị mới mở cửa, làm sao bây giờ? Rồi mình đi về, mình xách nước, mình đi về, mình đi ra ngoài. Cậu quán nít không mà có mấy bà già đi về là phải rồi. Trời quán tin mà. Ồ, ở ngoài đường nó có ngoài đây nè. Chỗ ngồi nè, cái đầu trời nóng. Trời ơi, chứ ở trong nhạc nhúng sao tôi quay. Đó, ngoài nè, bà quay ngồi đây nè. Ờ. Thì nó thấy màn ba bao vô đằng sau. À, các bạn nhớ ai mà thèm nước uống thì ghé Tisan.
để mà uống nước. Nước rồi, gì Thanh nói nước boba, boba tea, nước boba nha. Quá trời luôn, loại luôn. Ai mà thích thì lắm. Là order. Trời ơi, bà Tiết number mấy bà Tiết number... bà Tiết hôm bữa bà tới bà mua 20 ly đúng không? Rồi, đúng bà bớt Facebook. Cái tôi thấy trời ơi, cầm 20 ly tôi nói ủa bà mua về bà tắm hả? Mua về cho gia đình uống. Trời ơi, 20 ly luôn, mua vừa ủng hộ mà. Thì đó. Ừ. Trời ơi, bộ bà vô mua gì mà tắm hả? Bà vô bà nói có loại gì lấy hết á. Thì trên menu có 16 loại. Dễ thương hơn gì đâu. Xong bà vô bà nói trời ơi tôi ủng hộ mà bà. Trời dễ thương quá. Cảm ơn Tuyết, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ. Coi như bữa giờ là bà con coi như là tới ủng hộ ách tấp nập. Thì kỳ mặc dù chưa có khai trương mà quá trời đắt luôn á. Và mà khai trương chắc đắt gấp 3 lần quá. Hy vọng là vậy. Ở gấp 5 lần đi. Cô nói gấp 10 bà nó luôn đi cho nó cho nó hên hả? Chừng nào mới khai trương? À chưa biết cái gì tôi sẽ thông báo sao. Trời đất cơ, chắc 3 tuần nữa quá. Hai tuần cho bàn ghế về đầy đủ nữa. Thôi vậy hả? Ừ. Rồi. Bye bye. Bye bye. Thank you. See you again. Bye. Thank you for watching. Nhớ subscribe và click like nha. Bà nhớ, mình nhớ. Bye bye.